Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có quyết định số 1419 phê duyệt chương trình khuyến công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí thực hiện là gần 146 tỷ đồng. Có thể nói, kinh phí dành cho hoạt động khuyến công này ngày càng tăng mạnh. Đây là cơ sở để Đà Nẵng thực hiện hiệu quả các đề án khuyến công. Từ nguồn vốn hỗ trợ 200 triệu đồng của chương trình khuyến công do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Đà Nẵng triển khai, cơ sở này đã mạnh dạn đầu tư hệ thống cân tự động và đóng gói hút chân không bán tự động, kinh phí đầu tư 465 triệu đồng để nâng cao năng lực chế biến và kinh doanh dòng sản phẩm gạo sắc dối hàm lượng dinh dưỡng cao, qua đó giúp cho quy trình sản xuất được nhanh hơn, đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, dây chuyền sản xuất này đã làm tăng sản lượng sản xuất lên gấp nhiều lần so với làm thủ công trước đây. Hồi trước khi mà tụi em chưa được hỗ trợ thì cái việc làm rất gọi là thủ công 100%. Nhưng mà khi được đầu tư vào máy móc thêm thì cái năng suất nó tăng lên cũng phải là hơn 70% luôn. Một ngày lúc trước thì có thể làm khoảng là 100 gói là xong rồi, là một người. Nhưng mà với cái năng suất như thế này tụi em có thể làm được khoảng là 200 đến 300. Cũng được hỗ trợ vốn từ chương trình khuyến công của thành phố, cơ sở kinh doanh Nguyễn Thị Oanh có địa chỉ tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn đã đầu tư 4 thiết bị máy móc gồm máy ép dầu đa năng, máy lọc dầu thực vật, máy sấy đa năng và máy nghiền bột để chế biến nông sản, kinh phí đầu tư 104 triệu đồng. Trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 50 triệu đồng. Thì cơ sở của em thì thành lập năm 2017 ạ. Thì vào các năm dịch thì rất là khó khăn. Còn gặp nhiều khó khăn cho nên là em còn sản xuất nhỏ lẻ. Thì sau khi biết đến cái dự án của Trung tâm Khuyến công thì được hỗ trợ 50% kinh phí, thì bên em có hỗ trợ thêm máy móc để tiết kiệm được thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm ạ. Thì em rất là biết ơn các chương trình của bên Khuyến công cũng như là sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của các anh chị bên Sở Công Thương, Khuyến công và bên quận. 5 năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại của thành phố Đà Nẵng đã thực hiện gần 100 đề án khuyến công, tư vấn và giúp cho nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ đào tạo nghề cho hàng ngàn lao động. Năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các đề án khuyến công đã được trung tâm triển khai hiệu quả. Đơn vị vừa trao 1 tỷ 125 triệu đồng kinh phí hỗ trợ cho 9 đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng để đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Dự kiến từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 4 đơn vị nữa với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Mặc dù là dịch bệnh nhưng mà các cơ sở và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại và Sở Công Thương thì cũng triển khai tích cực để mà kết nối trong cái việc là cho các cái doanh nghiệp người ta mua sắm được thiết bị, rồi thực hiện các cái công tác đầu tư. Và đến giờ này có thể nói là cái đợt 1 về cái hỗ trợ máy móc thiết bị đã hoàn thành, và các cái thiết bị đã đem lại chạy ra những cái sản phẩm có cái chất lượng và tốt, và đặc biệt là năng suất lao động được nâng lên rất là cao. Chương trình khuyến công ngày càng được nhà nước quan tâm đúng mức. Nếu như giai đoạn 1996-2020, kinh phí đầu tư cho chương trình này là từ nguồn hỗ trợ của Trung ương chỉ 5,2 tỷ đồng, thì trong giai đoạn 2021-2025 sẽ tăng mạnh lên 19,5 tỷ đồng. Tương tự, từ nguồn hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng tăng mạnh từ 5,8 tỷ đồng lên hơn 35 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn đa dạng và mở rộng danh mục ngành nghề hỗ trợ với mục tiêu ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh được thụ hưởng. Đây là cơ sở để hoạt động khuyến công trên địa bàn Đà Nẵng được đẩy mạnh hơn trong thời gian đến.